Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về việc người dân sinh sống tại khu vực giáp danh Khe Ang thuộc địa phận xã Nghĩa Mai, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn của tỉnh Nghệ An đang vô cùng lo lắng và bức xúc về việc nguồn nước chính dùng để tưới tiêu ở đây bị ô nhiễm, cá chết hàng loạt và bốc mùi hôi thối. Theo những người dân thì nguyên nhân chính là do chịu ảnh hưởng từ hoạt động của trại lợn thuộc địa phận huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Người dân tại đây đã gửi đơn thư lên chính quyền huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An để kết hợp với chính quyền huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác minh làm rõ và kịp thời có những biện pháp ngăn chặn. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Sau khi nhận được đơn thư của người dân tại xã Nghĩa Mai và xã Nghĩa Yên, ngày 8 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã gửi công văn đến Ủy ban Nhân dân huyện Như Xuân để làm rõ về tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại khu vực Khe Ang. Ngay sau khi nhận được công văn từ Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Đàn, Ủy ban Nhân dân huyện Như Xuân đã cử đoàn kiểm tra hoạt động của trang trại bãi chành thuộc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tâm Việt. Đối với lại trực tiếp là Công ty Tâm Việt thì chúng tôi cũng sẽ có văn bản yêu cầu khắc phục ngay cái sự cố đó, đồng thời là tiếp tục kiểm tra, theo dõi, giám sát cái việc chấp hành của đơn vị. Nếu không chấp hành thì chúng tôi sẽ có văn bản đề xuất báo cáo với tỉnh để tạm dừng hoạt động nếu như mà vẫn tiếp tục để xảy ra sự cố. Theo biên bản làm việc, hệ thống xử lý môi trường của trang trại bãi chành của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tâm Việt hoạt động theo thiết kế, không phát hiện việc lắp đặt hệ thống xả thải trực tiếp ra môi trường, không phát hiện dấu vết bơm xả thải. Tuy nhiên, khi được hỏi về dòng nước khác thường chảy ra từ trang trại và việc người dân bức xúc về tình trạng cá chết và ô nhiễm nguồn nước tại khu vực Khe Ang, thì doanh nghiệp cho rằng đó là nguyên nhân khác. Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên VTC14, thì Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tâm Việt thừa nhận trang trại đang trong quá trình hoạt động thử nghiệm và cũng đang trong quá trình xin cấp phép môi trường. Doanh nghiệp thì có lý riêng, còn người dân thì hiện khá lo lắng về tình trạng cá chết bất thường. Đối với tất cả cái việc mà thi công ở trong bể thì nó đều có những cái đường ống dự phòng trong quá trình thi công mà họ lắp đặt dưới đáy bể. Khi nào mà bơm hết nước thì phần cuối cùng là người ta sẽ rút những cái ống đó. Và cũng ghi nhận là ống đấy có thể là nó do cái hiện tượng rò rỉ, do vấn đề về sự cố về mạng nó ngấm ra, thì tôi không phủ nhận vấn đề đó. Thì đối với các trang trại lợn mà nếu phát hiện ra các hành vi mà gây ô nhiễm môi trường thì sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể là theo quy định tại nghị định số 45 ngày 7 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, và đồng thời sẽ bị yêu cầu các chủ trang trại rà soát kiểm tra để đảm bảo được các công trình bảo vệ môi trường, công trình xử lý chất thải phải được đảm bảo theo đúng quy định về đầy đủ như trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt hay trong giấy phép môi trường đã được cấp phép. Theo tôi được biết là không bao giờ có một cái gì là xả thải đấy là có tiêu chuẩn. Nếu như có tiêu chuẩn thì cả những khác không bao giờ chết được. Tôi sống đây là năm nay là tôi 58 năm rồi. Thì tôi chưa bao giờ tôi thấy là cả những khác chết như thế này và cỏ hai bên khác chết như thế này. Là từ khi là cái nhà máy hoạt động trại lợn này thì bây giờ tôi chứng kiến tôi mới thấy cả chết như thế, cả chết trắng khác luôn. Hiện huyện Như Xuân có 9 trang trại lợn đang hoạt động, 4 trang trại đang xây dựng và 3 trang trại đang xin cấp phép. Với số lượng trang trại nhiều nhất tỉnh Thanh Hóa, huyện Như Xuân nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung cần có biện pháp quản lý về môi trường chặt chẽ hơn nữa để tránh những sự cố từ các trang trại chăn nuôi xả thải gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.